Trang báo Séc mới đây đăng bài viết ca ngợi những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong những năm gần đây, nhất là trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và tăng trưởng kinh tế. Với nhan đề Việt Nam điểm sáng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và tăng trưởng kinh tế, bài viết nhấn mạnh Việt Nam được biết đến là một trong những thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang trên đà phát triển mạnh mẽ với vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế. Trong những năm gần đây, quốc gia Đông Nam Á này đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế và đối ngoại. Mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Theo thống kê của trang worldometer.info, trên thế giới có hơn 98,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2,1 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới với hơn 25,1 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 420.000 người tử vong. Còn tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 1, đã có 2 ca mắc mới COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và Long An được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân. Các nhà khoa học Oxford của Anh đã chuẩn bị nhanh chóng sản xuất các phiên bản vaccine mới để chống lại các biến thể COVID-19 dễ lây lan hơn, được phát hiện ở Anh, Nam Phi và Brazil. Nhóm nghiên cứu sản xuất vaccine từ Oxford và AstraZeneca đang tiến hành các nghiên cứu khả thi để cấu hình lại. Ngoài ra, các nhà khoa học đang làm việc để ước tính xem họ có thể cấu hình lại nền tảng vaccine chatbot nhanh như thế nào. Một phát ngôn viên của Oxford cho biết, trường đại học này đang đánh giá một cách kỹ lưỡng tác động của các biến thể mới đối với khả năng miễn dịch của vaccine và đánh giá các quy trình cần thiết để phát triển nhanh chóng các vaccine COVID-19 đã được điều chỉnh nếu cần thiết. Mặt khác, Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây cho biết, cơ quan quản lý dược phẩm của Anh sẽ sẵn sàng và có thể phê duyệt các phiên bản mới của vaccine COVID-19 được thiết kế để chống lại các biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể xuất hiện. Trong nỗ lực khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng bắt đầu tiêm vaccine đại trà và miễn phí cho người dân nước này vào cuối tháng 5 tới. Chương trình trên dự kiến sẽ không áp dụng đối với những người dưới 16 tuổi. Lý giải về vấn đề này, Chính văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết các nước khác đang sử dụng vaccine của hãng dược phẩm Pfizer Mỹ cho những người 16 tuổi trở lên, căn cứ vào các dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng. Ngày 20 tháng 1, chính phủ Nhật Bản đã chính thức ký hợp đồng với Pfizer để mua khoảng 144 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do hãng này bào chế. Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine vào cuối tháng 2 tới. Các đối tượng ưu tiên trong giai đoạn đầu gồm các nhân viên y tế, những người từ 65 tuổi trở lên và những người có bệnh lý nền. Trong khi đó, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp ở Nhật Bản. Mới đây, nước này đã phát hiện 3 người nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Anh. Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021, đạt 7,8% so với mức là 2,9% cho năm 2020. Trong đó, lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính giúp cho Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn so với các nền kinh tế khác tại châu Á. Các chuyên gia của Standard Chartered cũng dự báo là tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực đầu tư và dịch vụ sẽ được cải thiện, là yếu tố hỗ trợ cho kinh tế trong những năm tới. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiệu quả đã nâng cao vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới. Tạp chí Thế giới Đa cực của Nga ngày 20 tháng 1 đăng bài viết dài 6 trang của phóng viên. Trong đó tập trung phân tích bối cảnh cũng như là ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ 13 đối với đời sống chính trị, xã hội tại Việt Nam. Dưới tiêu đề Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cột mốc lịch sử trong đời sống Việt Nam, bài viết cho rằng những quyết định và nghị quyết được thông qua tại đại hội có ý nghĩa hết sức to lớn đối với một đất nước có gần 100 triệu dân, đã phát triển năng động và tự tin hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo bài viết, 90 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, Đại hội Đảng luôn là sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn mới trong đời sống xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả nhận định kinh nghiệm độc đáo của Việt Nam trên con đường tự lực cánh sinh sẽ thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế và nước Nga với tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam sẽ luôn theo sát cuộc sống hàng ngày của một dân tộc gần gũi. Theo nhận định của Bộ Công Thương, thì Việt Nam được đánh giá là một trong 10 nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới với tỷ trọng xuất nhập khẩu trên GDP năm 2019, đạt 197,4%. Có quan hệ thương mại trên 230 thị trường, trong đó có FTA với 60 nền kinh tế. Với việc ký kết một loạt các FTA lớn quan trọng gần đây, có thể kể đến như là CPTPP, FTA Việt Nam-EU và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Việt Nam hy vọng sẽ là cầu nối kinh doanh hiệu quả của khu vực và thế giới. Theo thông tin của Tổng cục Hải quan công bố, thì tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong nửa đầu tháng 1 đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ, trong đó có tới 4 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, tăng một nhóm so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng mới là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng,
ba nhóm hàng còn lại vẫn duy trì kim ngạch tỷ đô la Mỹ như thời điểm một năm trước. Đó là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu về thời gian triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cũng như là trình tự thời gian thực hiện thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định số 73 năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ thử nghiệm phần mềm quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện có của ngành thuế. Theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trừ trường hợp áp dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 123 năm 2020. Mục đích của việc này nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt giải đáp ứng yêu cầu về cấp mã đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế, tiếp nhận và xử lý dữ liệu hóa đơn đối với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế, đồng thời đảm bảo nhu cầu khai thác, tra cứu của cơ quan thuế, người mua và các tổ chức liên quan. Mới đây, thì các công ty chứng khoán đã đưa ra những nhận định cho chỉ số VN Index trong thời gian tới. Và đáng chú ý là chỉ số VN Index đều được dự báo là sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm. Theo công ty chứng khoán MB, MBS, thị trường đang thể hiện tâm lý tích cực trong phiên cuối tuần. Quá trình đảo chiều xung quanh mốc 1.100 điểm là bước tạo đà để thị trường vào sóng tăng mới, đồng thời giúp thị trường trở lại đường đua, chinh phục mốc đỉnh lịch sử 1.200 điểm. Trong khi đó, công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC dự báo thị trường sẽ tiếp tục có diễn biến khởi sắc trong một vài phiên kế tiếp sau khi sự kiện đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 1 qua đi. VN Index nhiều khả năng sẽ tiến đến thử thách vùng đỉnh cũ quanh 1.200 điểm trong ngắn hạn. Dù vậy, đà hồi phục tăng điểm của thị trường sẽ có thể chậm lại và đan xen các nhịp điều chỉnh trong những phiên kế tiếp. Còn theo đánh giá của công ty chứng khoán BIDV, BSC, độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tích cực với thanh khoản giảm so với phiên hôm trước. Trong dài hạn, VN Index vẫn đang có xuống đi lên, còn trong ngắn hạn, xuống hồi phục dù vẫn chưa rõ ràng nhưng khó có khả năng biến động với biên độ lớn như những phiên trước đây. Theo báo cáo Việt Nam FinTech Report năm 2020, hiện có 123 startup hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính ở Việt Nam, gấp gần 3 lần so với con số là 44 startup vào năm 2017. Trong đó, thanh toán vẫn là phân khúc lớn nhất, chiếm 31% trong tổng số lượng startup FinTech. Trên thực tế, thì các công ty công nghệ tài chính tiềm năng luôn nhận được sự quan tâm và hậu thuẫn lớn cả về tài chính lẫn con người bởi các quỹ đầu tư. Ngay tại Việt Nam, thì các quỹ đầu tư tên tuổi ở nước ngoài cũng có sự quan tâm rất lớn đến các công ty công nghệ tài chính. Mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo quan sát của BKAV, tại Việt Nam, nhiều trang thương mại điện tử lớn, một số nền tảng giao hàng trực tuyến có nhiều người sử dụng đã bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu. Theo đó, trong năm 2020, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã đạt kỷ lục mới, vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 23,9 nghìn tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, hệ thống giám sát virus của BKAV đã phát hiện hơn 15.000 phần mềm gián điệp trên điện thoại di động, do đó người dùng cần cảnh giác với những trào lưu trên mạng xã hội. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, các Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, CPTPP được thực thi đã tạo thêm động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển. Đáng chú ý, sản xuất thép các loại trong năm 2020 đạt hơn 25,9 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019. Bán hàng thép các loại đạt hơn 23,4 triệu tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ. VSA cho biết trong năm 2020, giá thép toàn cầu đã kết thúc một năm bất thường ở mức cao và phần lớn đà tăng có khả năng tiếp tục kéo dài đến nửa đầu năm 2021. Kết quả khảo sát các nhà đầu tư châu Á Thái Bình Dương năm 2021 do công ty dịch vụ bất động sản thương mại toàn cầu CBRE tiến hành cho biết, lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam lọt vào nhóm các thành phố được ưa thích nhất ở châu Á Thái Bình Dương về đầu tư xuyên biên giới. Cuộc khảo sát này được tiến hành từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2020, thăm dò ý kiến của 492 nhà đầu tư, chủ yếu ở châu Á Thái Bình Dương, về nhu cầu mua sắm cũng như các chiến lược, lĩnh vực và thị trường ưa thích của họ trong năm 2021. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Theo hãng tin Reuters, ngay khi mà lễ nhậm chức tổng thống năm 2021 của ông Biden đang diễn ra, thì Trung Quốc đã áp lệnh trừng phạt 28 quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump với lý do can thiệp nghiêm trọng nội bộ Trung Quốc. Sau động thái này, thì người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của tân tổng thống Biden khẳng định việc làm của Trung Quốc không mang lại lợi ích gì và chỉ mang tính giễu cợt. Đồng thời, việc Trung Quốc áp lệnh trừng phạt ngay ngày ông Biden nhậm chức có vẻ như là muốn chia rẽ đảng phái của Mỹ. Theo đài truyền hình NHK, tổng chi phí của chính phủ Nhật Bản dành cho việc tổ chức các Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo vào mùa hè có thể lên tới là hơn 390 tỷ yên, tương đương là khoảng 3,76 tỷ đô la Mỹ. Đài truyền hình NHK tiết lộ con số trên bao gồm các chi phí từ tài khoá năm 2013, sau khi Tokyo được lựa chọn làm thành phố đăng cai các thế vận hội này đến tài khoá năm 2021.
Cụ thể, số tiền trên bao gồm khoản chi 781 triệu đô la Mỹ đã đưa vào ngân sách bổ sung cho tài khoá 2020 để chi cho các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi hai sự kiện thể thao này đã bị hoãn một năm do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bên cạnh đó, số tiền trên cũng bao gồm khoản chi khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình huấn luyện vận động viên, 517 triệu đô la Mỹ cho việc đảm bảo an ninh, khoảng 499 triệu đô la Mỹ liên quan tới việc xây dựng sân vận động quốc gia. Theo kế hoạch, Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Trong báo cáo được công bố mới đây, hãng hàng không United Airlines của Mỹ cho biết là đã thua lỗ nặng trong năm 2020 vì tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với việc đi lại. Song hãng này vẫn rất kỳ vọng vào sự phục hồi một phần vào năm 2021. Cụ thể, mức thua lỗ của hãng này trong năm 2020 là 7,1 tỷ đô la Mỹ, trong khi năm 2019, hãng đã thu lợi nhuận là 3 tỷ đô la Mỹ. United Airlines hy vọng với chiến dịch tiêm phòng vaccine hiện nay, năm 2021 sẽ là năm quá độ để vào năm 2023, hãng này sẽ phục hồi được mức lợi nhuận như là trước đại dịch COVID-19 xảy ra. Phần tiếp của chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về ba kênh đầu tư lớn. Số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm còn 900.000, nhưng vẫn ở mức cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục càn quét nước Mỹ. Lĩnh vực nhà ở và sản xuất tiếp tục là chỗ dựa cho nền kinh tế Mỹ. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch của chính quyền để giải quyết cuộc khủng hoảng và ông đưa ra kế hoạch của mình trong một tài liệu 200 trang có tiêu đề Chiến lược quốc gia về ứng phó với COVID-19 và chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch. Giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới ngày 22 tháng 1 trượt giảm so với các ngoại tệ khác. Chỉ số US Dollar Index giảm 0,2 điểm, xuống còn 90,14 điểm. Giá dầu thế giới hiện đang được hỗ trợ bởi thống kê nhu cầu tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng GDP Trung Quốc trong quý 4 năm 2020 lên 6,5%, cùng triển vọng tăng lên 7,5 đến 8,1% trong năm nay. Thêm vào đó, thị trường kỳ vọng vào chính sách kích cầu kinh tế Mỹ mạnh tay dưới thời Bộ trưởng Tài chính Yellen. Trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không xảy ra biến cố nào, tuy nhiên thị trường sẽ vẫn phải đối mặt với những vấn đề đang tồn tại. Theo IEA, nhu cầu toàn cầu hiện dự kiến sẽ phục hồi 5,5 triệu thùng một ngày trong năm 2021 lên mức 96,6 triệu thùng một ngày sau khi giảm 8,8 triệu thùng một ngày vào năm 2020. Giá dầu WTI giảm 0,32% xuống giao dịch tại 52,96 đô la Mỹ một thùng trong ngày 22 tháng 1, trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 0,29% lên giao dịch tại 56,19 đô la Mỹ một thùng. Ngân hàng Trung ương châu ECB thông báo kinh tế châu sụt giảm mạnh trong quý 4 năm 2020, đồng thời ECB giữ nguyên lãi suất 0%, nhận định số ca nhiễm COVID-19 mới và các lệnh giãn cách xã hội ở châu đang làm gián đoạn hoạt động kinh tế. Có thể thông tin này đã khiến nhiều nhà đầu tư nhận định nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung euro còn u ám. Họ tiếp tục nắm giữ vàng với kỳ vọng giá kim loại quý này sẽ tăng mạnh trong vài ngày tới. Vàng được dự báo còn nằm trong xu hướng tăng giá dài hạn do đồng đô la Mỹ được dự báo chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tăng nhẹ 1 đô la Mỹ một ao lên mức 1.866 đô la Mỹ một ao vàng. Sau đây là những thông tin về công nghệ đáng chú ý. Tháng 9 năm ngoái, Samsung đã công bố chiếc máy tính siêu bền mới nhất của hãng. Đó là chiếc máy tính bảng Samsung Galaxy Tab XT38.0 được định vị như một tablet hướng dẫn công việc với mức độ bền bỉ cao và thời lượng pin dài. Máy tính bảng 8 inch này đi kèm với một vỏ cứng khi rơi từ độ cao 5 feet, nghĩa là 1,5 mét. Chiếc máy tính bảng này vẫn không có vấn đề gì và ngay cả khi không có vỏ. Samsung Galaxy Tab XT38.0 chính thức được phát hành với mức giá 489 đô la Mỹ cho biến thể chỉ có Wi-Fi 64GB. Màn hình LCD 8 inch được thiết kế để cảm ứng được ngay cả khi đeo găng tay hoặc sử dụng S Pen chứng nhận IP68. Hãng xe Mỹ Ford vừa được Tổ chức Phi lợi nhuận Quốc tế về Môi trường CDP công nhận là tập đoàn tiên phong về phát triển bền vững với vị trí trong danh sách hạng A vì những nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn nước. Đây là lần thứ hai liên tiếp tập đoàn Ford, một trong 270 tập đoàn trên toàn cầu, có mặt trong danh sách hạng A của CDP vì những hoạt động đáng chú ý nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu. Ford được xếp hạng A trong 6 năm liên tiếp với nỗ lực giảm tiêu thụ nước và là 106 doanh nghiệp hàng đầu giành được vị trí này trong hạng mục an ninh nguồn nước. Ngoài ra, Ford cũng đang tiến hành đầu tư hơn 11,5 tỷ đô la Mỹ vào xe điện cho đến năm 2022. Năm 2017,
hãng xe này đã hoàn thành mục tiêu giảm thiểu 30% lượng khí thải carbon từ các hoạt động sản xuất của nhà máy trên toàn cầu sớm hơn 8 năm so với mục tiêu ban đầu là năm 2025. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Trong mục điểm sách của bữa sáng doanh nhân ngày hôm nay, Hồng Nhung xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách Quái kiệt làm điều khác biệt của tác giả Rainer Zitterman. Cụ thể ra sao, kính mời quý vị cùng theo dõi. Richard Branson từng khẳng định, không mục tiêu nào nằm ngoài tầm với và ngay cả những điều bất khả thi cũng có thể trở thành hiện thực đối với những người có tầm nhìn và niềm tin vào bản thân. Đây chính là chủ đề của cuốn sách này, tập trung nghiên cứu cuộc sống của 50 quái kiệt xuất chúng trong lịch sử để tìm ra điều gì khiến họ khác biệt với bài học mà tất cả chúng ta có thể học. Hầu hết trong số họ là doanh nhân nhưng cũng có các nhà quản lý hàng đầu, vận động viên và nghệ sĩ. Điều thực sự khiến những cá nhân thành công và giàu có này khác biệt là sự can đảm dám khác biệt đi ngược lại quan điểm đám đông. Họ thách thức lối tư duy truyền thống và đặt mục tiêu cùng tham vọng của mình cao hơn đáng kể so với hầu hết mọi người. Câu chuyện của họ là định hướng sáng lạn cho bất kỳ ai muốn hướng tới mục tiêu cao hơn và thành công hơn những người tầm thường trong cuộc sống. Mục điểm sách tới đây xin phép được khép lại. Mời quý vị cùng quay trở lại với MC chính của Bữa Sáng Doanh Nhân. Chương trình Bữa Sáng Doanh Nhân xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.